Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh màu chú trâu đang gặm cỏ này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Đây là một chú bò thì đúng hơn đấy các bạn. Một bò sữa này. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
chỉ với phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Và cách phối màu này của mình các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.